никакого отношения к тому, что нарисовал Залюв. Còn về việc nói chúng ta lừa dối người già một lần nữa, chủ nghĩa đần độn cá nhân không cho phép mọi người xem xét là crowdfunding đã được công nhận trên toàn thế giới. Và ở những nước đột phá hơn, vì ở đó phương thức đầu tư có hiệu quả hơn, khi bạn không cho vào một đa cấp tài chính nào đó. Mà bạn đưa tiền vào công nghệ, thực tế là vào một công ty, và bạn nhận được cổ phần của nó. Bạn là đồng sở hữu, đa cấp gì ở đây, đa cấp gì lừa đảo ở đây. Bạn là đồng sở hữu của công ty ấy, và mọi thứ đều chân thật và minh bạch. Và vì thế mọi nhà đầu tư của chúng ta, trong đó có cả những người già, họ là đồng sở hữu, họ là những đối tác của tôi. Nhưng tại sao ví dụ nổi tiếng với Steve Jobs và với Apple, khi ba người trẻ tuổi quyết định sáng lập Apple, sau đó Steve Jobs rời đi, cũng có một người bạn đồng hành thứ ba, cũng trẻ không kém, tôi không nhớ tên. Почему там это известный пример там с Стивом Джобсом и с Apple, когда там три клиента? Không đó là câu chuyện khác. Tôi tiếp tục, không quan trọng tên anh ấy là gì, nhưng anh ấy không giống như Jobs. Anh ấy một cách nhẹ nhàng hơn là không tin. Anh ấy nói rằng, tôi không tin, không ai cần nó cả. Elon Musk другая история. Это другая история. Ну, говорю, это не важно, на самом деле, его фамилия, но он не то, что вот как. Ở đó một đơn hàng 20 máy tính được đưa tới thêm. Anh ta nói, chúng ta lấy đâu ra 20.000 đô la, lấy đâu ra các chi tiết cho số máy ấy? Nó thật vớ vẩn. Tôi sẽ bán cổ phần của mình. Нет, да, нет. Anh ta đã bán với giá 800 đô la, mua một chiếc xe trả góp. Điều đó xảy ra khoảng 30 năm. Còn giờ thì số cổ phần của anh ta trị giá khoảng 100 tỷ đô la. Vì thế, thưa ngài giáo sư, tiến sĩ khoa học kỹ thuật đáng kính Jobs, nếu không tin, đừng đến. Đừng có làm phiền người khác đầu tư vào chỗ họ cho là cần thiết. Đây không phải chúng tôi lừa dối họ, đó là cách ông lừa dối họ mất đi cơ hội thay đổi cuộc đời. Các ông vụ khống một công nghệ, các ông vụ khống Iunitsky chủ tịch tập đoàn Skyway, các ông muốn chụp mũ ư? Không, không được đâu. Vì MNNT đã có một biệt hiệu ở trường nội trú cho trẻ thiểu năng trí tuệ, còn Jobs sẽ có các tai tiếng cho toàn bộ phần đời còn lại kẻ đần độn tri thức. Kirichenko, rõ ràng ông ấy hành động theo nguyên tắc mà Rykin đã từng nêu. Có những người cảm thấy rất tệ khi người khác được tốt lành. Tôi thấy có vẻ như thế. Let's go, Skyway, on the moon.